Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Ben Red. Ở chapter 1103 thì chúng ta cũng nhìn thấy được trở lại Luffy. Cậu ta thật sự là một nhân vật cực kỳ may mắn khi đã được cứu Barranqui trước đó. Với một cú giẫm tương tự, móng vuốt sắc bén của Thánh Satan đã xuyên thủng qua cơ thể của Kuma. Thì liệu miếng cao su rách hết dòn này có bị xuyên qua hay không? Câu trả lời này mình xin được nhường phần dành cho anh em nhận định. Và sau đó thì Luffy đã yêu cầu được ăn thịt trở lại để hồi phục sức mạnh. Cậu ta sẽ chiến đấu một lần nữa với Satan nếu có được thức ăn và tái kết hợp kỳ năm. Thế nhưng ở đó không một ai đủ khả năng khi mà Thánh Satan đã dùng một thủ thuật nào đó để hạn chế những đồng minh của Luffy di chuyển. Sanji, Franky hay cả Vegapunk cũng không thể nào thoát ra khỏi mặt đất. Bỗng nhiên thức ăn rơi xuống đúng vị trí của Luffy. Cậu ta được tha hồ ăn uống mà không bị Thánh Satan phát hiện. Cho đến khi lão nhìn thấy thì cậu ta đã nhét được một mớ vào trong mồm rồi. Tại sao với haki cực mạnh của lão Satan lại không biết được ai là người mang thức ăn cho Luffy? Và theo các bạn thì ai là người đã làm điều đó đây? Đồng thời cũng có một chi tiết khá là phi hợp lý giữa trận chiến đảo tương lai và Wano của Luffy. Chắc chắn mình sẽ gửi phân tích đến cho các bạn ở trong video này, cũng liên quan đến quá trình ăn uống của Luffy. Trước khi đi vào video, các bạn hãy đưa ra dự đoán của mình trước nha. Ai là người đã mang thức ăn đến cho Luffy ở chapter 1103? Giờ thì đừng quên đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm, để gia tăng số lượng thành viên ở trong băng lên con số 100.000 luôn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Trong trận chiến của Luffy và Kizaru, cả hai đã cùng kiệt sức sau một quãng thời gian dài chiến đấu. Luffy mất năng lượng do thời gian duy trì gây năm quá lâu, còn Kizaru thì mất khả năng chiến đấu là do ăn củ đấm của Luffy. Khỏi nói thì ai cũng biết rằng phần thắng là ở Luffy, vì cậu ta là người tung được đòn dứt điểm. Luffy rơi xuống tầng dưới, vừa gặp ngay Thánh Satan hiện hồn lên trên đảo. Lão đã khống chế tất cả mọi người xung quanh bằng năng lực của trái ác quỷ Zon, còn Zon thần thoại hay là Zon đặc biệt thì mình chưa dám vội khẳng định với loại yêu quái đó. Satan dự định sẽ kết liễu Luffy bằng một đòn nghiền nát. Lão nhón chân lên ở một cự ly vừa đủ và tung móng vuốt sắc bén xuống miếng cao su nhão nhạt bên dưới. Cực kỳ may mắn, bộ chuyện không cần phải thay thằng Men khi mà Franky đã kịp thời đấm vỡ alo của Luffy, tách cậu ta ra khỏi mặt đất bằng một lực vừa đủ và sau đó tóm lại Luffy bằng lòng bàn tay dài thòng. Ở chapter 1103, Satan lại dùng chiêu cũ một lần nữa, lão ném Benny xuống dưới mặt đất và dùng chân giẫm lên trên cô bé để kết thúc. Tuy nhiên Kuma đã kịp thời dịch chuyển đến để chắn ngang chân của lão. Cú đập này mạnh đến mức xuyên qua cơ thể cyborg của Kuma. Nếu như các bạn để ý lại thì cơ thể Kuma đã được cải biến, cường hóa cứng cáp giống hệt như một Pacifista, tức là độ bền cực cao. Nếu time skip tại Sabaody, hầu như không một siêu tân tinh nào có thể xuyên thủng qua nổi cơ thể của một Pacifista. Đa số chỉ làm rách phần da bên ngoài và phần rách để lại máy móc ở bên trong. Cả băng mũ rơm tập hợp lại cùng nhau chiến đấu mới phá hủy được một con. Điều này cho thấy được sức mạnh từ móng vuốt chân nhện từ trái quỷ Zon của Thánh Satan là cực lớn. Nếu Luffy dính cú đó thì chắc chắn cũng đi tông, không cần bàn luận quá nhiều. Bởi khi này cậu ta không có đủ sức để chịu đựng được một đòn tấn công mang tính sát thương cao đến thế, khác hẳn với khi chiến đấu với Kaido ở Wano, và kèm theo đó là vài chi tiết bất ổn. Chúng ta nhìn thấy Luffy kích hoạt kỹ năng lần đầu tiên ở Wano, cậu ta vờn Kaido tơi bời hô lá, đến khi Kaido đáp trả bằng những đòn haki bá vương siêu lực thì Luffy bị tổn thương nặng, đến mức kỹ năng cũng phải nổi lên những cục u trên đầu hay là chim bay nhảy múa xung quanh, thể hiện cho sự chóng váng của những cú tấp bá khí quá kinh dị. Luffy ngay lập tức mất hết năng lượng và sau đó trở về hình dạng của một ông lão giống hệt như vừa rồi tại SH. Tới đây thì chính là vấn đề để bàn luận. Luffy ngay sau đó sử dụng một ý chí nào đó hồi phục trở lại nhanh chóng để chiến đấu tiếp trong một khoảng thời gian cực dài, và cậu ta còn cường hóa được cả đồn Barangon siêu to khổng lồ tặng vào trong mầm rầm Kaido. Hãy thử nghĩ xem, vừa mới kiệt sức trở lại và chiến đấu tiếp, lượng haki và thể lực thực sự là vô lý đến mức khủng khiếp. Phải nói thật là đậm chất tăng sức mạnh quá đà cho thằng Men. Vì sao thì các bạn sẽ thấy được ngay bây giờ. Trước khi lên đỉnh sọ lần cuối cùng thì Luffy đã được tận hưởng một tháng lương thực của Caribou. Hắn ta giấu nó bên trong cơ thể sinh lầy của mình. Có nghĩ đó là lần được nắm năng lượng duy nhất của Luffy ở Wano. Còn ở đảo tương lai thì Luffy được ăn một bữa thổ thích khi ở bên trong đảo. Bữa ăn đó được nhìn thấy là ăn cùng với Chopper và Benny. Sau bữa ăn, Luffy đã dùng kỹ năng chiến đấu với Roroshi, và dĩ nhiên báo thủ không phải là đối thủ của khỉ thủ Luffy. Anh báo đã thua một cách tức tưởi mà không thể đánh rụng nổi một cọng lông khỉ của thằng Men, quá cay luôn. Luffy sau đó chịu tác dụng phụ để cơ thể biến thành một ông lão trong quá trình dùng tài lượng siêu tốc lên tầng trên, rồi cơ thể cũng trở lại bình thường sau một thời gian ngắn. Tiếp tục thì cậu ta lại được ăn sau khi mà Zop bị băng mũ rơm và đặc biệt là Zoro khống chế, thì Luffy đang gặm thịt. Một bữa ăn đầy đủ và thơm ngon nữa được dọn ra mời vị tứ hoàng non trẻ, và cậu ta ăn không ngừng nghỉ để bổ sung sức mạnh. Sau đó Luffy chiến đấu với Kizaru trong một khoảng thời gian đủ dài. Kizaru cầu quay Luffy cho đến khi giới hạn ghi năm đã điểm, và Luffy dùng đủ lực để tung cú đấm cuối cùng knock out vị đô đốc bổ đời. Thế nhưng cậu ta lại không thể tự hồi phục nhanh chóng trở lại như đã thấy khi mà chiến đấu với tứ hoàng Kaido. Vậy thì điều này có hợp lý hay chưa? Nếu ở Wano, Luffy hồi phục tức thì và chiến đấu phi thường bao nhiêu thì ở đảo tương lai, Gear 5 lại không trình diễn được sự phi thường đó thêm một lần nữa. Lý do là ở đâu? Có phải là do ý chí của người sử dụng hay không? Thực sự rất khó để đưa ra một nhận định đúng đắn dựa trên các phân tích vừa rồi.
Quá trình chiến đấu của tứ hoàng Luffy với Roluxy và Kizaru đã khiến người xem nghĩ đến một vấn đề thực sự khập khiển. Đó chính là so sánh sức mạnh của tứ hoàng Kaido với Kizaru, và thậm chí là một trò lố lăng hơn khiến người được gọi tên là báo thủ Roluxy. Kaido so với Luffy ư? Thật nực cười. Bởi trước khi trận chiến của Luffy và Roluxy diễn ra, đa số người xem đã tự tin khẳng định với đẳng cấp hiện tại thì Kaido chỉ cần tung một đấm là đủ để hạ gục được Roluxy. Cuối cùng thì cần phải nhiều hơn một đấm, cả vụ va chạm trực diện của cả hai cũng không khiến cho Roluxy bị thiệt hại bao nhiêu cả. Với những người xem One Piece thì họ thường biết rằng trình của Roluxy hay là Kizaru luôn. Để so với Kaido thì thật sự là quá khập khiển mà mình đã nói ở trên. Nếu bạn tin rằng đô đốc Kizaru đủ sức chống lại tứ hoàng Kaido thì hãy xem lại Sanji đã làm gì với đô đốc Bà Lục. Ở những cục diện trận đấu đạo tương lai, Luffy và Kizaru kiệt sức cùng một đốc. Và dĩ nhiên trong trận chiến Wano thì chúng ta cũng thấy được Kaido bị bào sức rất nhiều trước khi bước vào trận chiến với Luffy. Mình không gây qua những người hâm mộ đô đốc và tứ hoàng, mà mình luôn cho rằng Kaido xứng đáng mạnh hơn Kizaru. Nhưng Tech và Oda lại để cho Luffy trình diễn không thuyết phục trong trận đấu của cả hai người này. Vậy mình chỉ có thể thôi. Để lại với chapter 1103, chúng ta nhìn thấy được Luffy muốn ăn thịt. Atlas bên cạnh cho biết cô rất muốn mang thức ăn đến cho Luffy lúc này. Thế nhưng chân của cô ấy đã bị khống chế, không thể nào di chuyển được. Dù vậy, chỉ một lúc sau đó khi mà Satan cùng những người khác tập trung vào trong bên này, thì Luffy đang bốc lượm thức ăn lì lị. Dù với haki của những hải quân có mặt tại đó, cả Satan vẫn không biết ai là kẻ đã xuất hiện và mang thức ăn đến cho Luffy. Mà như đã thấy ở chapter trước, thì Satan đã đưa hết tất cả những người lính hải quân không đủ tiêu chuẩn ra ngoài, chứng tỏ được đa số các nhân vật hải quân có mặt tại đây ít nhất đều dùng được hai loại haki căn bản. Vậy thì ai là người mang thức ăn cho Luffy mà không bị phát hiện? Kể từ khi chapter 1103 lên kệ, nhiều anh em đã có dự đoán cho riêng mình. Có một chi tiết xuất hiện trong trận chiến giữa Luffy gây nằm với Roluxy mà khác người chúng ta sẽ nghĩ rằng Oda áp dụng, chính là khoảnh khắc mà cậu ta biến tóc của mình thành cặp kính rồi dùng nó đeo lên mắt. Tức là Luffy vẫn có thể dùng sức mạnh tưởng tượng của mình để hình thành nên các vật thể theo mong muốn. Bởi vì Ngũ Lôi Tinh xác nhận sức mạnh chiến đấu của trái Hito Nika này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người sử dụng. Luffy tưởng tượng ra kính để dùng thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến trường hợp cậu ta tự tạo ra thức ăn cho chính mình và ăn nó. Nghĩ là không có bất kỳ ai mang thức ăn đến cho Luffy cả, cậu ta tự tạo ra thức ăn như hologram rồi sau đó biến nó thành thức ăn thật rồi ăn mà không cần phải nhờ một ai. Tuy nhiên chết tới 1103, Luffy không ở trạng thái gây nằm và cậu ta đang ở dạng người bình thường đang chịu tác dụng phụ của gây nằm, sức lực còn không đủ để di chuyển thì làm cách nào để tạo ra được thức ăn? Nó là một nghi vấn, vẫn có khả năng trường hợp này xuất hiện nhưng không khả quan. Còn có một trường hợp mà đại đa số anh em đã nhắc đến ở video trước, chính là do Karibu kiếm mang thức ăn dự trữ đến cho Luffy từ Aquano đến Akatsuki. Sau khi được lên trên vòng cực thì Karibu đã bị Zoro đuổi đi khỏi tàu Sunny. Hắn ta đi đâu và làm gì đến nay không hề được biết. Nhưng để rời khỏi được hòn đảo thì Karibu cần phải xuống dưới vòng cực và sau đó là tẩu thoát nhờ một tàu hải quân nào đó. Trước khi đi thì hắn không quên nhờ cái máy tạo thức ăn tạo ra một mớ rồi nhồi nhét vào bên trong cơ thể trước khi tẩu thoát. Trong bối cảnh này là cực kỳ khó khăn, hải quân bao vây khắp hòn đảo, làm sao để một hải tặc bị truy nã tầng 210 triệu bere như hắn trốn đi an toàn được đây? Có vẻ dựa trên trường hợp ở Wano thì Karibu chứng kiến kỳ năm của Luffy đánh bại được Kaido, dĩ nhiên kỳ năm đã sức mạnh cứu cánh tuyệt vời lúc bấy giờ, không đặt niềm tin vào Luffy để đi kém một lần nữa thì còn trông chờ vào ai đây? Vì vậy rất có khả năng cao Karibu là kỹ lấy thức ăn dự trữ trộm tại SH để cho Luffy ăn, với hy vọng cậu ta sử dụng sức mạnh kỳ năm đớp luôn thánh Satan đang tọa lạc ở phía bên kia. Thì với khả năng của trái quỷ Logia bùng, Karibu dường như sẽ không bị khống chế bên năng lực của Satan. Mà ở video trước đó mình cho rằng lão khống chế những người trên mặt đất được là nhờ tạo ra tơ từ phần thân nhện. Riêng một người bùng hệ Logia thì miễn nhiễm với vấn đề bị khống chế này. Tỷ lệ cực cao Karibu chính là kẻ bí mật mang thức ăn ném lên cho Luffy rồi lại lặng lặng đùm xuống trong mặt bùng, không bị ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn ta. Có một trường hợp nữa vài bạn cũng đang nghĩ đến, chính là thành viên nào đó trong bàn râu đen đã làm. Mình thì không nghiêng về phương án này lắm, còn bạn thì sao? Ai là người đã mang thức ăn cho tứ hoàng Luffy? Hãy bình luận ở dưới video này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.